Xin chào các bạn, Redmi 6 là thế hệ điện thoại giá rẻ vừa mới được Xiaomi ra mắt cách đây không lâu, bao gồm 3 mẫu máy đó chính là Redmi 6, Redmi 6A và Redmi 6 Pro. Trong khi đó thì chiếc Redmi 6 tiêu chuẩn được quảng bá là chiếc điện thoại giá rẻ được Xiaomi hỗ trợ cả AI. Nói là như vậy, khi xét kỹ càng hơn về sản phẩm này thì chúng ta có thể phát hiện thêm được rất nhiều những cái điểm mạnh khác trên chiếc điện thoại Redmi 6 và góp phần giúp cho chiếc điện thoại này trở thành một sản phẩm rất thú vị trong tầm giá. Và nếu các bạn quan tâm đến chiếc Redmi 6 này thì có thể click trực tiếp đường link mình để ở phía mô tả để có thể truy cập vào website của Xiaomi.net để có thể là đặt hàng sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video nhé. Câu hỏi đầu tiên, AI trên chiếc Redmi 6 sẽ ở đâu? Tại thời điểm ra mắt thì công ty Trung Quốc này cho biết chiếc Redmi 6 sẽ được thiết kế đi kèm với AI cũng như là ra mắt thêm cả giao diện MIUI 10 có tích hợp AI đi kèm. Nên có thể thấy rằng việc Redmi 6 đi kèm với AI thực tế nó nằm sẵn trong MIUI 10 chứ không phải là chiếc điện thoại này được tối ưu với AI. Và không sớm thì muộn thì chiếc máy này sẽ được cập nhật lên phiên bản MIUI 10, nên việc Xiaomi quảng cáo chiếc Redmi 6 có AI là chiêu trò làm màu mà thôi. Tuy nhiên thì điểm cộng của nó đó chính là tích hợp sẵn con chip Helio P22 có sẵn NPU chuyên dụng để có thể là sử dụng trí tuệ nhân tạo, nên sẽ giúp cho máy xử lý trong những cái ứng dụng như là camera kép hay là nhận diện khuôn mặt trở nên thông minh hơn. Về thiết kế thì là một phiên bản nâng cấp từ thế hệ Redmi 5, nhưng về cơ bản thì chiếc Redmi 6 hầu như không có điểm thay đổi nào về lối thiết kế chung, mà thay vào đó là sự thay đổi của chiếc Redmi 6 về phần thiết kế nằm ở cái kích thước màn hình, nhờ màn hình nhỏ hơn và cách sắp xếp các cái chi tiết của máy. Mặt trước của máy thì khá là cân đối với cái màn hình là 18:9 ở chính giữa, cụm loa thoại ở chính giữa, camera trước và cảm biến tiệm cận đối xứng nhau. Mặt sau của máy thì hoàn toàn bằng nhựa và được trang trí thêm hai dải nằm ngang chia mặt lưng thành 3 phần. Cụm camera kép của máy khá lồi cũng được bổ sung, cùng với cảm biến vân tay đặt ở vị trí tương tự như chiếc Redmi 5. Cạnh trái của máy thì sẽ bao gồm nút tăng giảm lượng và nút nguồn. Cạnh phải thì sẽ bao gồm hai khay SIM riêng biệt, trong đó thì sẽ có một khay SIM bao gồm có cả khe cắm thẻ nhớ. Đây có thể coi là một điểm cộng và có thể kế thừa từ chiếc Redmi 5A đi trước. Cạnh trên của máy thì sẽ bao gồm là mic thu âm phụ này, jack cắm 3.5mm, còn cạnh dưới thì sẽ bao gồm cổng micro USB cùng với mic thoại. Đó là tất cả chi tiết về thiết kế của chiếc Redmi 6. Nhìn chung thì thiết kế này thì mang đến cái điểm mạnh đó chính là cảm giác cầm nguyên khối và cùng với các chi tiết đáng giá trong phân khúc rẻ tiền như là màn hình 18:9 hay cụm camera kép. Và những điểm yếu của nó đó chính là vỏ nhựa và màn hình của nó bị lồi lên khá so với khung máy. Về màn hình thì đây có thể coi là điểm cắt giảm đầu tiên của chiếc Redmi 6 về phần cấu hình. Về cơ bản thì màn hình của chiếc Redmi 6 không hề thay đổi so với người tiền nhiệm Redmi 5 cách đây hơn 1 năm. Nó chỉ sử dụng màn hình là HD cộng cùng với tấm nền là IPS LCD cho cảm giác trải nghiệm đủ dùng với tấm nền. Màn hình của máy có điểm mạnh đó chính là góc nhìn rộng, không bị đổi màu khi chúng ta thay đổi góc nghiêng. Và đây cũng là một cái đặc điểm chung của tấm nền LCD giá rẻ. Nên về cái khoản màn hình thì chiếc điện thoại của Xiaomi không tỏ ra quá nổi bật trong tầm giá. Về camera thì Xiaomi Redmi 6 được trang bị cụm camera kép tương tự như chiếc Redmi Note 5 Pro đi trước, tức là bao gồm hai ống kính với độ phân giải là 12 và 5 megapixel, có độ là f/2.2 và f/2.0, hỗ trợ lấy nét theo pha, quay video 4K 30 khung trên giây, đèn flash đơn, và có thể thấy rằng đây là chiếc điện thoại Redmi tiêu chuẩn để có thể trang bị camera kép, nên chắc chắn khả năng chụp ảnh của chiếc Redmi 6 cũng tỏ ra nổi trội với người tiền nhiệm của mình như là chiếc Redmi 5 hay Redmi 4 đi trước. Nói là như vậy nhưng thực tế màn trình diễn camera của chiếc điện thoại này cũng chỉ thắng giải ao làng giữa những chiếc máy Redmi với nhau và vẫn chưa thể so sánh với những chiếc Redmi Note hay Redmi Pro. Thực tế trải nghiệm cho thấy chất lượng hình ảnh đủ sáng của chiếc Redmi 6 khá tốt, ảnh chụp giữ được nhiều chi tiết nhưng mà màu sắc khá nhạt và sẽ phải cần cân chỉnh lại nếu bạn muốn có những bức hình đẹp hơn. Và tương tự trong điều kiện ánh sáng yếu thì cụm camera kép trên chiếc điện thoại này bắt đầu đuối sức dần. Bù lại thì Redmi 6 có hỗ trợ thêm cả chế độ chụp ảnh xóa phông tương đối ấn tượng khi mà nền xóa mù mịt cho thấy camera có độ sâu trường ảnh của máy khá tốt. Tương tự chất lượng chụp ảnh thì chất lượng video đến từ chiếc máy này cũng ở dạng trung bình. Chất lượng video có độ chi tiết tương đối tốt nhưng mà dễ dàng bị rung và bị mờ nhòe khi chúng ta chuyển động nhanh. Trong khi đó thì camera trước của máy cũng không phải là một công cụ selfie hàng đỉnh khi mà chỉ được trang bị cảm biến độ phân giải là 5 megapixel. Các bức ảnh selfie từ chiếc điện thoại này khá nhợt nhạt và bù lại thì máy có cung cấp thêm nhiều bộ lọc và chế độ làm đẹp giúp cho chúng ta có thể tự sướng một cách tự tin hơn. Về phần hiệu năng thì Xiaomi Redmi 6 được trang bị phần cứng khá sôi thịt trong tầm giá với dung lượng RAM lên tới 4GB cùng với con chip Helio P22. Và nếu như các bạn còn nhớ thì con chip Helio P22 chính là con chip được giới thiệu sau con chip P60 huyền thoại với dây chuyền đó chính là 12 nanomet tiên tiến.
tức là mới hơn cả dây chuyền 14 nanomet trên con chip Snapdragon 625 hay là 630 hay là 636 đã thống trị phân khúc điện thoại giá rẻ. Điểm số đo AnTuTu trên chiếc điện thoại này đạt vào khoảng 77.000 điểm, tức là tương tự với một chiếc máy sử dụng con chip là Snapdragon 625. Các phép thử thực tế cho thấy rằng chiếc Redmi 6 cân được hầu hết những ứng dụng nặng đô trên chợ ứng dụng Google Play với thiết lập đồ họa ở mức trung bình. Nói chung thì ở cái tầm giá loanh quanh vào khoảng 3 triệu đồng thì những thông số kỹ thuật của chiếc Redmi 6 vẫn có thể coi là một điểm mạnh. Về thời lượng pin thì chiếc Redmi 6 được trang bị quả pin dung lượng là 3000 mAh. Đây không hẳn là một con số cao so với màn hình chung. Điểm lợi thế của chiếc điện thoại này đó chính là với việc kết hợp với con chip là điện áp thấp Helio P22 giúp cho nó có một màn thể hiện rất tốt và thời lượng pin sử dụng thực tế có thể trụ được hoàn toàn trong một ngày sử dụng với những nhu cầu cơ bản. Nhìn chung thì chiếc Redmi 6 tiếp tục có một màn thể hiện khá tốt, vai trò là một thiết bị giá rẻ có nhiều ưu điểm mà Xiaomi tiếp tục gửi gắm đến thị trường. Đây sẽ là một lựa chọn không tồi nếu bạn đặt yêu cầu về một thiết bị có thiết kế ổn này, chụp ảnh kha khá cùng với những cái tính năng vận hành mượt mà trong cùng tầm giá vào khoảng 3 triệu đồng. Và các bạn đừng quên, hiện tại chiếc điện thoại này đang được bán ra tại 7S với mức giá hấp dẫn cho phiên bản chính hãng. Các bạn hãy truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.